Xin chào tất cả mọi người, xin chào bạn bè nhá. Hôm nay mình với con trai mình nè, hello Đạt, say hello mọi người đi. Hôm nay mình với con trai mình đi vào farm, cái chỗ mà người ta gọi là hái dâu á, tiếng Mỹ gọi gì Đạt? Pick strawberry. Hít hả? Hít vô ôn hả? Mấy hía? Xá gì ghê rồi ta. Này nó đang làm á. Không? Nó đang nằm đường. Ui, có cái hồ nữa kìa. Con nhìn mấy cây vậy thấy thảm không? Ui, xe đậu quá trời luôn á. Đậu luôn. Ồ, người ta đi pick up kìa. Đi hái dâu kìa. Đậu gần gần á. Giờ hai đứa mình đã tới chỗ hái dâu rồi nha. Quẹo vô đây. Cái cây gì mà râu dài dữ rồi nè. Thấy không? Ôi hái sô kìa. Our strawberries are $5 a pound. You'll start with washing your hands here. You're just going to push gently on the foot pedal. Just push lightly so you don't spray yourself. Then I have buckets and bags. The bags are free. Buckets are $7. You can bring them back $1. You pick. And then you're going to head down the main dirt road, past the mulch pile to your right, and any of the sections ahead to your right or left. Okay. And our blueberry season will start mid to late March. You can pay on the way out. Rồi, mệt. Đưa đầu tiên vô là nó kêu mình rửa tay. Hey, rửa tay first. Wash your hand first. And then. Okay. Ủa nó nói nhiêu Đạt? 7 đồng cái này hả? Yeah. Mình làm mua một cái đi. Would you like a bucket or a bag? You said bag is free and the bucket. Bag is free and the bucket is $7 in addition to your berries. But you can bring the bucket back to all you fix. I'm on bag free, bucket $7. Oh, bag me. Can we get a bag? Yep. Yeah. Just one. Yeah. There you are. Two, have fun, guys. Two deck. Two people. Yeah, two. Yep, you'll just head down this road past the dirt pile and then you'll go to your right. Have fun. Okay. Hồi nãy á, cái thùng đó là 7 đồng. Mà cái bịch này thì free. Đúng không? Mà nếu mà mình hái mà đầy vô bịch đó lại cân á là 5 đồng một phao. Nó còn mắc hơn ngoài chợ nữa. Ngoài chợ có 2-3 đồng phao rồi đắt. Đúng không? Ngồi đi cho biết thôi chứ thật sự ở trong vườn thì nó vẫn mắc hơn ở ngoài. Cái này của cây giấy nè. Cây ủa không có trái gì. Ủa nè. Nè có trái nhỏ nhỏ nè. Cái này trái blueberry. Phải không? Còn sống nè. Còn sống ăn ngon lắm nha. Ui. Trời ơi, sống hái ăn đã thì nó chua chua. Chua nhẹ nhẹ. Trời ơi, hái sống ăn đặc. Trời hái ăn. Quá trời luôn kìa. Sắp cho tới mùa blueberry á. Yes, right here. Okay. Hoan hái một bịch trước đi.
Wow. Nó thích con không biết. Không thích trái nào mà nó. Nè, thấy không? Dễ thương không? Ý đi, đặt ăn đi. Nè. Đó, cái này nè. Ôi, hồi nãy mình đem muối theo mình ăn đã. Hả? Quên đem muối ớt theo ăn. Ăn trong đây. Bỏ vô bịch đi. Hồi được. Nè cái này. Ui cha đập. Mấy trái bự ta hái hết rồi. Đúng không? Ăn thử coi nó ngọt không nha. Ngọt ngon lắm á. Kìa trái của con kia không hái gì đâu vậy. Có. Ở đâu? Ê, bà đi go in there. Go over there in there. Có nhiều người ta vô trong đó đó. Đúng không? Ở trong kia đó kìa. Phải không? Cái vườn này lớn quá. Bên kia vườn đúng không? Đi lại chỗ này có. Ủa nó nói là cuối tháng 3 là có cái trái blueberry đó Đạt. Mà giờ nó mới nhú nhú lên nè. Nè thấy không, mới nhú nhú lên nè. Quá trời nè. Con đây thấy nè Đạt. Hả? Ui. Cái này bự nè. Hả? Ủa cái gì ngộ vậy? Cái này đúng rồi, sao không hái cái này? Nè. Sao nó trống lỏng đây vậy? Nó có tật rồi. Kìa Đạt, mới thấy đỏ đỏ kia quá trời kìa Đạt. Nửa có được không? Nè, đỏ đỏ nè. Đây nè. Trái gì kỳ vậy? Không có tật kìa. Chỗ này không đã, Đạt ơi. And you, nobody come here. Yeah. Ok. And you, không ai tới hết. Mấy này mình đi sớm xíu nữa. Hôm nay là cũng trễ rồi đó. Ôi con nè. Đặt, không hiên. Không hiên. Nó bự nhưng mà nó chưa chín. Chứ gì vậy? Cái này mà hái nguyên bịch rất lâu chứ ạ. Hả? Hay sống ăn được cho nó chua chua.
Đi lại kia không? Ô, cái trái này bự. Trái này bự nè. Mày trốn mà. Trốn. Ý dạ dạ, rớt rồi. Rớt cát không rồi. Dễ thương không? Ý dạ nè, thấy không? Như thế. Đây trái. Ui, cái nào ở trong mà đặng ơi. Ý. Ui, cái này đỏ luôn này, thấy không? Cái này có thêm phao rồi đó. Ừ. Evil. Trái đó. Ui kìa, hai trái kìa. Ủa đây. Hai trái này nè. Thấy đã. Này nó dụ mình hái á, cái lâu mình thấy con trái thôi, thấy con trái đi hái hoài luôn á. À. Thấy không? Trời. Cái nghề mới đừng hái. Đó. Tôi thấy nó sweet. À. Rửa ăn, vô trong rửa ăn, đừng ăn đây, cát không. Còn muốn lại ư, coi với cái trái này nó lòi ra ngoài nè. Nè, lúc. Đó, trái đỏ ghê không? Trời hả? Cái bự lắm á. Cái bự nó trốn ở trong không à. Ui, nguyên chùm nó đã. Nguyên chùm kìa. Ui, chắc nó chờ đi. Nguyên chùm nó đã nè. Nhiều chưa? Chưa. Nhiều chưa? Rồi, rét buồn nha. Không muốn rét hả? Đi qua mấy hàng. Quá red luôn á. Muốn ăn trái xanh không? Ăn trái này thử coi. Nè. Sour is good. Good for me. Ăn trái xanh ăn chua coi. Ui da. Đó, trái muối mà đã đó. Đúng rồi. Thử coi. Thử ăn trái chua coi. Cho muối ngon luôn đã. Nào. Ngược đời không? Ta đi hái trái trái đỏ cho nó ngọt, mình hái xanh cho nó chua. Này cho muối đừng quá đẩy luôn. Rồi hái trái xanh đi. Không muốn hái trái xanh đã ơi. Xanh ngon quá à, nó giòn giòn. Lý rồi nha. Cái này mềm à. Ok, bây giờ mình hái trái xanh nha. Cái này đi. Hái luôn. Xanh đỏ gì hái láng hết. Hái luôn. Nó ra anh hỏi sao mày hái xanh không của tao vậy? Tao thích ăn sáo rồi, thích ăn chua. Đúng không? Thì bán 95 đồng thao thì bán sống bán 2 đồng thao thôi. Tại như chua chín. Đây. Mày nó bự. Đây, sống này. Sống nè. Đây. Mày hả buổi. Rồi.
sống nè, ăn sống. Ê, cái này trời ơi, nó bự đã. Wow. Cái này á nó chua nhưng mà ủa nó còn đang mọc ra nè. Nó giòn. Ôi, hái à, hái không mỗi lưng luôn ạ. Coi cái trái này nè mọi người, nó bự ghê không, đã không à, ha. Đây trái này nè, đây làm trái xanh này ăn mới đã nè, đã rút đó. Giờ mình lựa trái xanh không à. Ủa trái đỏ nè, có muốn lấy không? Trái này chín lắm rồi đó, chín ghê luôn nè, thử đi. Quá trời luôn á, thấy không? Ham luôn rồi. Mới vô còn bỡ ngỡ, giờ là hết bỡ ngỡ rồi. Coi như là không còn lạ lẫm nữa nè. Ôi. Hái cho nhiều vô đi, gượng lắm là tính tiền xỉu luôn á. Ừ, xíu coi nha, nhìn trong đây nè là. Nhìn đi. Thằng xanh không ạ? À? Con thấy đỏ không à hả? Dạ. Yeah. Đâu có con đâu. Thấy gì không? Ồ, con đỏ không hả? Đủ chưa? Thấy mình đi hái dâu mà đỏ nó lá không? À, đỏ nó lá mà nó mới kiến. Đỏ nó lá, mình thích nó lá lắm, mà nắng đội nó thoải mái. Mà ví dụ như mình có nóng á nè, ví dụ nóng quá mình cởi xuống mình quạt quạt cái này mát không à. À. Vô trong đây thử coi có gì nè. Con không thấy người ta từng vô trong đây không à? Đó, Đạt. Thấy người ta vô đây không à? Hả? Bước hả? Con này nó muốn trái đỏ. Mình muốn trái đỏ sweet. No, I need sour. I need sour. I need chua. Chua nó giòn. Cái muối. Có nhiều vitamin C. Ủa nó nằm ở trong rồi nè. Nó ẩn ở trong rồi Đạt. Tin sai. Nhảy không? Nó chín là nó mềm mà. Cho nên phải ăn lẹ, ăn nhiều lên không còn nó mau hết. Ủa con ít như vậy? Nó có mau không? Nó mau mềm. Nó mau hết rồi. Nè thấy không Đạt? Lúc. Nó nằm ở trong đây nè. Nè. Không nghe. Xí. Con trai đứt quả nữa nè, thấy không? Nữa.
xanh nửa đỏ. You look me. I'm the different. I'm all rich. I don't know. I like rich. I don't think they ripen after you pick them. Huh? She like the sour ones. You like the sour? Okay, yeah. Because they won't get any redder after you pick them. Yeah, she likes to dip it in like the Asian sauce. Oh, okay. Yes. Wow. Can you see your bucket? Wow, a lot already. Wow. All red. You like them deep. Yeah. Nhỏ Mỹ nói mai sao đà? Hả? Nó nói mai sao? Nó tưởng mà nha. Hay không đúng hả? U cái trái này đẹp đẹp nước. Nó tưởng mình hái không đúng rồi, đúng không? Nói vậy đâu có phải đâu. Nhưng mà không phải đâu. Ôi tao hái nguyên cây luôn, nó ghê chứ. Hái sao nguyên cây luôn. Ôi da, Đạt ơi, nó rớt nguyên cây của người ta luôn rồi nè. Ôi, mình đem về được không nhỉ? No. No. Hái trái đi. Mình không có cố tận nha, mà tại vì cây đó nó... Đây cái trái này bự nè, quá vô. Hèn chi ta đến đây quá trời luôn, trái bự không á. Hèn chi à, đâu nè, trái gì không hái hả? Trái gì sao không hái? Trái gì? Ăn thử trái xanh coi, chua cái nào. Nãy quên mình chứ, muối ớt theo ăn quá đã rồi. Xoài nó còn chua hơn cái này nữa, đúng không Đạt? Cái xoài nó còn chua hơn cái này nữa. Cái này chua gì đâu đáng kể đâu. Hoài lùa xanh ra đủ à? Không có đâu rồi. Hả? Ok, đủ rồi, bây giờ hello. That's so cute. Đây, đưa nó nít hái dầu nè, dễ thương không? Hello. Say hi. Oh, big one. Yeah, that's a good one. Big one. Oh, it's damaged. I mean? Yeah. Vamos a seguir para allá. Better. Esa no. Wow. Si está muy dura, no. Okay. Okay. Oh, what? Sao nó dục lại vậy? What's she say? She said that she doesn't want to. Oh, this one, huh? Yeah, look, over here, baby. Oh, mira es Abril. Come here. Yeah. Mira Abril, pick that one. This is a big one, good one. Thank you. You're welcome. Hai đứa Mỹ xì á, chú Mỹ rồi dễ thương quá. Hả? Không. This is good one. Ồ, đẹp luôn ha. Bà này mới đẩy những cái xe nè. Nó bị hư nhiều quá. No.
That's why nobody. Nobody. I think that over there is going to be more. Oh, inside the bird. Mỗi bình thường hết rồi đã rồi, trong đây thúi hết trơn rồi ha. Để bỏ vô ai hái đúng rồi. Nè chị cho nó hái đi, baby. Nó sợ quá. Con gì á? Good one. Hả? Kia, it's good one thôi nha. Here you go. Say thank you. Thank you. Quá trời luôn nhưng còn nhiều lắm á. Như đây hái chắc mấy tuần nó mới hết rồi Đạt. Nó còn lớn nữa nè. Thấy không? Coi vậy chứ nhiều lắm. Túi ở trong đó luôn á, dễ sợ hơn cái vườn lớn mênh mông luôn á. Mamul land. Yeah. Malachal people pick them. Nhưng mà làm vườn nắng lắm á, u quay nè. Ui một đống ở đây luôn Đạt. Đó, thêm một gia đình Mỹ dẫn con vô hái dâu nữa nè. Có cái xe đẩy cho nó chứ thương không? À. Ra đường này rồi. All girl, huh? It's a girl. All girls. Oh, we're in trouble. It's green, they're not ready yet. It's good, I want to. Oh, we're waiting to find out. Còn là nít gái không à? You know how to dress? Let me see. Oh, you got green there. Oh, this is not good. That's not good. Here. Yeah. I just throw it out. No, yeah. It's not bye good. Bye. Yeah. Here. Here. Yeah. Oh yeah, I see no. That is this one. Yep, that's one. A good one. Yeah, that's a red one. Oh, look. Well, that one is good. Thank you guys. And in the bucket. Good job. You can leave that one. Hi. Oh, it's good. Ones. They have a lot of juice. You gotta look and see it. Leah, look, come on. I found one! I found a big one. Yeah. Can I have that one? Oh, let me see a big one. Let me see. The big one. You got a big one. Wow. Yeah. Anh Mỹ nó dễ thương không? Nắng dữ lắm rồi nha. Ồ mấy cây này là blueberry nè, nó còn xanh đúng không? Nó cuối tháng 3 này bắt đầu hái được rồi. À, cuối tháng 3 mình là mình hái blueberry. Ăn sống cũng ngon lắm á. Nó chua giống chùm rộ kìa đó. Có trái không? Ở đây có trái kia.
giờ đi ra tính tiền. Giờ cái khâu tính tiền mới là quan trọng nè. Tính xong chắc xỉu luôn quá. Lo hái ra giữ vô. Ra tính tiền rồi, hơi mệt luôn à. Coi coi. Có mua nước uống không? Hồi nãy nó bán đồng chai kìa. Over here, still. Thank you. You guys got 3.5 pounds in this one. Đó là bịch đó là ba, bịch đó là ba pound. 4 pound, con đường 8 pound, 8 nhân. Water, one water. Cái tiền đặt. Uống không? Chú? No? Why? Ok, how much total? The total is 38.50. 38.50? 38 đồng 50 sen. Đưa lại 40 đi. 40, cho nó thối lại. You say blueberry on the marsh? So blueberry will start mid-March to late March. Late and March? Blackberries start around April. Oh, so how much a pound? It's, I think it's the same. I believe it's the same. It's $5 per pound. Okay. Do the 40, Dee? Thank you. Bye bye mọi người nha, mình xin tạm dừng cái video này. Nãy giờ đi hái coi như là tất cả là cũng gần 40 đồng. Nắng quá trời nắng luôn. Nếu mà nó bán rẻ chắc hái nhiều lắm á, mà tại vì nó bán 5 đồng một pound hơi mắc. Cho nên mình hái vừa đủ ăn thôi. Giờ mình đi về, mình xin tạm dừng cái video này nha. Mến chúc mọi người xem video vui vẻ và nhớ ủng hộ kênh của mình. Tiếp tục mình sẽ có nhiều video mới lạ hấp dẫn hay ra cho mọi người coi nha. Đó, bye bye mọi người trên mát rồi. Bye. Rồi tạm biệt mọi người nha. Giờ hai mẹ con mình đi về, nãy giờ coi là nắng quá trời nắng luôn, phải đợi nắng lá mới được á, không thôi là cháy da luôn á, mặc áo tay dài nữa nè. Mình tạm biệt mọi người và nhớ đăng ký kênh, like and share cho mọi người theo dõi kênh của mình nhé.